đôi môi lên mỉm cười mong chăm sóc khách hàng thật chu đáo. Năm mưa luôn đúng giờ không để anh ngóng chờ, tận tâm luôn hết mình từng giây phút cùng cất cánh bay vút cao và cùng góp sức chờ ước mơ thuở nào. Ai ơi chớ quên Việt Nam Airlines là niềm tự hào. Ôi ya 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 ya. Cái việc đầu tiên mình nghĩ đến là mình muốn giới thiệu đến cho hành khách một cái sự tiếp nối, một cái tình yêu nghề, một cái tình cảm đối với những chuyến bay của những người làm nghề bay. Đó là cái tâm tư đầu tiên mà khi mình nghĩ đến mình nhận cái chương trình này. Cảm thấy vui ạ.